Доброе утро. Ну, доброе утро. Как дела? Я нормально. Так, хорошо. Да, khỏe chưa? Hết ốm chưa? Khỏe rồi ạ. Hết rồi ạ. Ok, thì tốt rồi. Dạ, хорошо. Cần giữ gìn sức khỏe thôi đúng không? Đấy. Dạ, хорошо. Em nhìn thấy màn hình chưa? Rồi, em nhìn thấy rồi. Dạ, хорошо. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những câu nói khi đi trên đường đúng không? Đấy. Ý em muốn nói rằng là người ta chỉ đường mình đi ở đâu trên xe gì đúng không? Đấy. Có phải không? Vâng, thường là như thế. Dạ. Như vậy đến đây là gì? Đến đây là chúng ta sẽ nhìn thấy là ví dụ như là я езжу, ты ездишь. Động từ ездить nó chia là я езжу, đấy, езжу. Ты ездишь, đấy, ездишь. Ты ездишь, đấy. Đó, он ездит. Так. Мы ездим, вы ездите, да? Và они ездят. Nhưng cái động từ này nó chia là lại thông thường nó chỉ sử dụng là khi mà chúng ta đi đâu đó rồi có quay về đấy. Tức là gì? Là đi rồi lại quay về, tức là hai chiều đúng không? Đấy. Hai chiều. Ví dụ bây giờ là hiện nay là tôi đang đi ở cái phố nào đó chẳng hạn thì người ta lại sử dụng động từ ехать. Bởi vì sao là lúc đó chúng ta đang đi một hướng mà đấy. Ездить là nó là chia, nó là đang đi hai hướng đấy. Ví dụ người ta hay sử dụng câu là gì? Là каждый день đấy. Каждый день я езжу на работу đấy. Có nghĩa là gì? Hàng ngày tôi đi làm thì sau đó là gì? Tôi đi đến nơi làm việc, sau đó đến chiều tôi lại quay về, cho nên nó dùng cái từ езжу đấy, езжу. Thế còn cái động từ ехать, đấy, ехать là đi theo một hướng thôi đấy. Я еду, да? Я еду. Ты едешь. Едешь, да? Он едет, да? Мы едем. Вы едете, да? Và они едут, да? Они едут, да. Thế nếu mà nói như thế này thì có nghĩa là lúc này động từ của nó là động từ chia một hướng, động từ chỉ cái hành động đi một hướng đấy. Я еду, ví dụ như là nói я еду на работу đấy. Я еду на работу là tôi đang đi làm đây. Đấy. Thế còn nếu nói hàng ngày tôi đi làm thì lúc đó phải sử dụng là cái câu я езжу. Em nhìn thấy nó có cái từ hàng ngày đấy. Thế thì ví dụ như mà tôi ở ngoài đường thì là gọi là я иду улица. Нет, tôi đang ở ngoài đường là я на улице, đấy. Я на улице. Đấy. Tôi đang ở ngoài phố, đấy, đang ở ngoài phố. Я на улице là ví dụ như là bây giờ tôi đang ở cái phố nào đó thì chúng ta sẽ nói tên cái phố đó ra đấy. Я на улице, на улице Makarova đấy. Tôi đang ở cái phố Makarov đấy. Я на улице Макарова. Chẳng hạn thế đấy. Hoặc là я на улице Gagarina. Tôi đang ở phố Gagarin đấy. Đó. Và sau khi mình chỉ cho người ta cái ví dụ người ta muốn chỉ đường cho mình đi đến đâu đó đúng không? Đấy. Đó thì là gì? Là chúng ta nói là gì? Я на улице Gagarina đấy. Đấy. Bởi người ta có thể а где конкретно, mà cụ thể là ở đâu? Где конкретно, chúng ta có từ конкретно. Конкретно ở đây chúng ta nhìn thấy cái từ này. Конкретно, nhìn thấy đây trọng âm của nó đấy. Конкретно là cụ thể là ở đâu đấy. Конкретно là ở đâu đấy. Так, где конкретно? Я сейчас, да? Tôi đang đỗ đấy. Я сейчас стою là bây giờ tôi đang đỗ ở đâu đó. Я сейчас стою напротив дома. Tôi đang đứng trước cái nhà đấy. Номер 415 chẳng hạn. Hiện nay tôi đang đỗ xe trước cái nhà số 415 chẳng hạn. 415. Да, ví dụ thế đấy. Я сейчас стою напротив дома номер 415. Напротив дома đấy. Ví dụ như là chúng ta đang đi đâu đó để chúng ta cần định hướng để cho người ta biết là chỉ chúng ta sẽ đi tiếp ở đâu đấy. Да? И lúc đó người ta sẽ nói là езжайте вперед, да? Вперед, да? Езжайте вперед, hãy đi thẳng về phía trước đấy. Đấy. Так. Увидите, увидите перекресток, перекресток. Sẽ nhìn thấy cái gì đấy? Перекресток là sẽ nhìn thấy cái ngã tư đấy. Езжайте вперед, увидите перекресток. Đấy. Езжайте вперед là đi thẳng đấy. Có thể người ta sẽ nói là gì? Cái câu увидите перекресток, nhưng trước đó người ta có thể nói là gì? Đi khoảng 500 mét đấy. Через 500 метров. Метров, да? Через 500 метров, да? Через 500 метров, да? Через 500 метров có nghĩa là gì? Sau khoảng метров, метров. Đây là метров, да? Đó. Sau khoảng 500 mét đấy. Через 500 метров, да? Увидите перекресток là sẽ nhìn thấy một cái ngã tư đấy. Sẽ nhìn thấy một cái ngã tư. Sau đó thì người ta nói là gì? Na перекрёстке là ở trên cái ngã tư đó. Поверните, поверните налево, да? Налево. Поверните налево hoặc là направо, đấy. Là gì? Là hãy quay, hãy rẽ sang đấy. Поверните налево, направо, đấy. Đấy là đi sang trái hay là đi sang phải đó. Повернуть là đi sang trái và đi sang phải. Поверните налево, направо, đấy. Đó, ví dụ vậy đấy. Так, на перекрёстке поверните налево, направо, đấy. Hoặc là nếu mà nói vòng xe chẳng hạn đấy. Поворачивайте, да? Поворачивайте машину, машину, да? Vòng xe, да? Поворачивайте машину, да? Налево, налево, hoặc là направо, да? Поворачивайте машину налево, направо. Quay xe sang phải, quay xe sang trái, да? Đấy. Hoặc là делайте разворот. Разворот tức là quay đầu. Делайте разворот tức là quay đầu xe đấy. Quay đầu xe. Так. Делайте разворот đấy. Ví dụ như là bây giờ đến ví dụ cái đường nó có một cái phân cách ở giữa chẳng hạn đấy. Đấy. Nó bảo là chúng ta đi đến cái ngã ba ngã tư đó chẳng hạn, xong sau đó là quay đầu chẳng hạn đấy. Quay đầu. Đó, ví dụ như là bây giờ nói chúng ta sẽ có cái đường mà ở giữa nó có cái giải phân cách như thế này đấy. Đó. Ví dụ như thế này đấy. Đó. Bây giờ cái đường đến đây thì là nó sẽ có ngã tư chẳng hạn đấy. Đó. Ngã tư. Đúng không? Đấy. Đến đây nó là ngã tư. Ví dụ thế đấy. Đó. Thì đến đây nó bảo mình là đi đến đây xong sau đó là gì? Là quay đầu chẳng hạn đấy. Đấy. Езжайте прямо. Увидите там на перекрестке, да? Увидите перекресток. На перекрестке разворачивайтесь, да? Ví dụ thế, да? Đó. Потом поверните направо, да? Sau đó thì lại rẽ sang phải chẳng hạn, đấy. Đó. Потом поверните направо. Да? Потом поверните направо, да? Đó. Потом повернись направо, да? Sau đó thì rẽ sang направо, направо, да? Направо. Là rẽ sang phải đó, rẽ sang phải. Đó. Thì nó em nói đi. Được. Thế thì ví dụ như là lên cầu ấy thì hoặc là xuống cầu thì người ta sẽ nói từ gì? Đi từ trên cầu xuống cái gì? Không, ví dụ mình đang đi bắt đầu là chuẩn bị, nó sẽ có hai cái nối rẽ, một nối rẽ là người ta sẽ bảo mình là đi lên cầu, hai là nối rẽ là đi xuống cầu. Đà, thế nên nếu mà nói đi lên cầu thì nó sẽ заезжайте, да? Заезжайте на мост, да? На мост. Да, заезжайте на мост, да? Да. Заезжайте на мост. Заезжайте на мост là đi lên cầu, да? На мост. Проезжайте most, hãy đi qua cầu đấy, hãy đi qua cầu đấy, hãy đi qua cầu. Và съезжайте, съезжайте, моста. Съезжайте с моста, tức là hãy đi xuống cầu đấy, từ trên cầu đi xuống đấy. С моста направо đấy, направо là rẽ vào tay phải đấy. Съезжайте с моста направо đấy, направо. Đó, ví dụ thế đấy. Съезжайте с моста направо. Съезжайте, съезжайте с моста направо. Ví dụ vậy đấy. Съезжайте. Да. С моста направо, да? Ví dụ vậy. Так. Направо, да? Ví dụ thế đấy. Ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ có cái cầu như này đấy, cái cầu như này. Đấy. Ví dụ vậy đấy. Đấy, cầu nó đi up, cầu nó đi thẳng như này đấy. Đó. Đấy. Thế và chúng ta đi theo cái đường lên cầu ở đây đấy. Đó, ví dụ thế. Đấy. Заезжайте на мост. Проезжайте мост, да? Đó, sau đó là gì? Là съезжайте с моста, да? Съезжайте с моста направо, да? Đó. Ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy. Tất nhiên là khi chỉ đường thì bao giờ nó cũng rất là khó, đúng không? Khó bởi vì không gian nó rất rộng lớn, mình không nhìn bao quát hết được, đấy. Đấy. Ở bên đây thì cũng tiện thôi, bên đây mình đi quen rồi. Chắc hai mình đi quen rồi biết được. Đi quen thì tất nhiên ở đâu thì đều là quen hết đấy. Cái mật độ giao thông nó càng lớn thì là càng khó khăn, càng khó xác định đấy. Đó. Tạc nó rất siêu. Bị đè vạch. Đè vạch. Con thực chất ra thì vào sớm và làm sớm đó. Tức là mình phải lưu ý cái vạch, và phải lưu ý kể cả như khi đi, nhiều khi cứ đi mọi người không biết ý. Nhiều người là đi học thì không đi học, xong bắt đầu là đa phần là ví dụ ở Việt Nam chẳng hạn chỉ mua bằng thôi, đâm ra là chả có biết ý nghĩa của những cái vạch là gì cả đấy. Ví dụ như là... này của em là hôm nay của em là đi theo bản đồ ấy, nhưng mà nó chỉ là 120 m nữa, nhưng mà nó lại là ở cái đoạn trên một tí nữa, nó cũng có hai cái nối rẽ mà. Nhưng mà nó lại ở đoạn trên một tí, thế là mình vào sớm quá thì là bị phạt đấy. Đúng rồi. Vì cái chỗ đó là chắc chắn là thường xuyên là có cái gọi là нарушение đấy, нарушение là vi phạm đấy. Нарушение là vi phạm đấy. Đấy. Ví dụ như là khi dừng xe chẳng hạn thì là какое нарушение, нарушение, какое нарушение đấy là bị vi phạm cái gì đấy. Hoặc là người ta nói что я нарушил, что я нарушил, какое нарушение, что я нарушил, что я нарушил. Thường người ta hỏi như vậy đấy, что я нарушил đấy. Какое нарушение? Thì tất nhiên là khi nó đã dừng, cảnh sát nó đã dừng mình thì đại đa số là đều có lỗi đấy, có lỗi nó mới dừng. Đó. Tất nhiên là cái dạng bắt nạt thì cũng có đấy, cái dạng bắt nạt thì cũng có. Là... Bên đây thì em đi 2 năm rồi. Nhưng mà chưa bị cảnh sát mà bắt lại, không phạt tiền. Phạt tiền hành chính là chỉ có phạt nguội thôi. Phạt nguội. Vâng, đa số người ta cũng kiểm tra giấy tờ bình thường, người ta cứ đi. Rồi. Thế còn ví dụ như mà mình dừng xe thì остановиться đấy. Остановиться đấy. Hãy dừng xe lại đấy. Остановитесь đấy. Остановитесь. Hãy dừng lại đấy. Остановитесь. Остановитесь là hãy dừng lại đấy. Остановитесь. Так, đấy. Hoặc là останови машину. Останови машину. Hãy dừng xe lại đấy. Останови машину. Остановите машину đấy. Có thể là остановите машину đấy. Остановите машину. Hoặc là thông thường nói остановитесь đấy. Остановите машину перед домом номер. Hãy dừng xe trước nhà số 312 chẳng hạn đấy. Остановите машину перед домом номер 312. Ví dụ vậy đấy. Đấy. И жди меня там chẳng hạn đấy. Ждите меня там. Ждите меня там đấy. Жди hoặc là ждите меня там. Đó. Đó, ví dụ như vậy đấy. Ok. Đấy. Ну так, ну что еще? Issue đèn xanh đèn đỏ thì gọi là gì thầy? Đèn xanh thì nó là gì? Зеленый свет đấy. Đèn xanh là зеленый свет đấy. Зеленый свет. Зеленый да. Свет. А, зеленый свет. А, так, езжай. Зеленый свет. Да? Зеленый свет. Красный свет, да? А, красный свет, да? А, красный свет, да? Chứ còn với nó gọi chung là đèn xanh đèn đỏ thì nó gọi riêng. Светофор, да? Светофор, да? Светофор. Светофор là cái cột đèn tín hiệu đấy. Semaphore là đèn tín hiệu đấy. Hoặc là ví dụ như là dừng xe gần của đèn tín hiệu chẳng hạn đấy. Остановитесь, остановитесь, đấy. Остановитесь возле, đấy. Возле светофора. Возле светофора. Светофора, да? Остановитесь возле светофора. Остановитесь возле светофора, có nghĩa là hãy dừng lại ở gần cái đèn tín hiệu đấy. Đấy. Hoặc là nó có thể nói là gì, đến ngã tư cho tôi xuống. На перекрёстке. Kìa. На перекрёстке, да? На перекрёстке. На перекрёстке. На перекрёстке. Остановитесь, đấy. Là hãy dừng lại ở gần cái ngã tư đấy. Nó gọi là на перекрёстке, tức là ở trên cái ngã tư, nhưng mà ai mà được dừng trên ngã tư chỉ có thể là trước hoặc là sau thôi đấy, trước hoặc là sau đấy. На перекрёстке остановитесь đấy. Nhưng mà phải lưu ý ở đấy có cái gọi là biển báo hay không đấy. Đó. Thế và về nguyên tắc thì không bao giờ người ta dừng sát ngã tư cả đấy, dừng sát ngã tư. Bởi vì sao? Là trước ngã tư là nó có trước ngã tư bao giờ nó cũng có cái làn đường cho người đi bộ, nó gọi là zebra đấy. Zebra. Zebra. Zebra nó là con ngựa vằn. Zebra. Zebra là con ngựa vằn. Thế nhưng mà cái làn cho người đi bộ ấy, nó kẻ vạch trắng ấy đấy. Người ta cũng gọi là zebra đấy. Thế và về theo quy định của luật ấy, là không được dừng trước cái zebra này 5 mét đấy. Không được dừng sau 5 mét. Muốn dừng trước cái vạch đi bộ này phải dừng trước 5 mét đấy. Đó. Để làm gì? Để không gây cản trở tầm nhìn của những cái xe khác. Cho nên nếu mà dừng trong cái khoảng 5 mét đổ lại thì là lúc đó là mình vi phạm luật đấy. Đó. Cho nên là đấy là zebra đấy. Đấy. Zebra là cái làn đường cho người đi bộ. Zebra. Đó thì gọi là đối với đi, ví dụ đi đèn đỏ chẳng hạn. Ехать на красный свет, да? Ехать на красный свет là đi đèn đỏ đấy, đi vào đèn đỏ, mình hay gọi là đi vào đèn đỏ đấy, tức là vi phạm giao thông đấy. Ехать на красный свет đấy. Ví dụ như là nó nói là вы ехали на красный свет đấy. Вы ехали на красный свет. Выехали на красный свет đấy. Выехали на красный свет là các anh đã đi vào đèn đỏ đấy. Đấy. Đèn vàng gì? Желтый свет. Желтый свет đấy là đèn vàng. Đèn vàng, nhưng mà đèn vàng thì khi mà đèn vàng chuẩn bị chuyển sang đỏ nó nhấp nháy đúng không? Nó gọi là мигающий желтый свет. Мигающий желтый свет tức là đèn vàng nhấp nháy. Đèn vàng nhấp nháy thì lúc đó là gì? Khi mà đèn vàng nhấp nháy mà mình đi vào, lúc đó mà mình đi vào trong ngã tư là mình cũng đã vi phạm rồi đấy. Ở Việt Nam thôi, còn bên này vẫn được đi thế ạ. Tức là nếu như là mình đã đi vào ngã tư rồi, trên ngã tư rồi thì đèn vàng nhấp nháy thì được. Nhưng mà nếu mà đèn đã bắt đầu nhấp nháy mà mình đi vào ngã tư thì là mình đã vi phạm đấy. Là như vậy. Tức là gì? Là đi vào trong phạm vi của ngã tư. Thế còn nếu mà khi mà đèn vàng thì là nếu mà ngã tư mà không bị cản trở thì mình có thể đi. Nhưng mà nếu mà ngã tư mà bị cản trở thì желтый мигающий là cái lệnh đó là cái lệnh đã cảnh báo rồi. Đó. Nó vẫn có thể phạt mình. Nhưng mà gì? Đi đèn vàng mà mình đứng ở trên ngã tư, mình đã đi vào ngã tư rồi, mà lúc đó là mình bị cản trở mà mình dừng lại trên ngã tư chẳng hạn, thì mình cũng vẫn không bị phạt. Bởi vì sao? Là mình đã vào trước đó rồi, trước khi cái đèn vàng nó nhấp nháy rồi. Đại khái là như vậy. Đúng rồi. Đấy, cho nên đây là chất ra thì cái gọi là luật thì chỉ có những người mà người ta đọc kỹ luật thì người ta mới để ý những cái đấy thôi. Tất nhiên có thể là nó cũng có thay đổi. Mình học luật thì trước đây mình học luật giao thông ở bên Nga là cũng lâu rồi, cho nên là có thể là nó cũng có thay đổi, mình không để ý. Dạ. Đấy. Thường thì như vậy. Đà. Thế còn chèn vạch là gì? Наехал, да? Наехали. Наехал. Наехать, да? Наехать. На сплошную полосу, да? Полосу. Сплошную. Tức là đè lên vạch liền đấy. Thế nào? Наехать на сплошную полосу, да. Đi thì thằng em nghe thấy cái từ là splash này, camera đâu, camera na posu ấy, camera na posu store meter i su, như nó bảo là 100 mét nữa là sẽ có camera polosu. Thì em biết là cái polosu nữa là palasa là vạch đấy, palasa là vạch đấy, đấy. Nhưng mà nó sẽ có cái từ splash này, palasa có nghĩa là vạch liền, vạch cách thì đi được đúng không? Nó gọi là vạch cách thì là Прерывистая полоса, да? Полоса là vạch cách đấy, vạch nó cứ có cách đoạn ấy, đấy thì cái vạch đó mình đi được. Nhưng mà nó có cái vạch liền là сплошная, сплошная полоса thì nó là vạch liền đấy. Сплошная полоса là vạch liền. Đó. Thế là наехать на сплошную полосу tức là gì? Là mình đi đè vào vạch liền đấy. Đèo vạch liền. Với nó có thể nói là nó đọc cái нарушение của mình, là cái vi phạm của mình là gì? Вы наехали, đấy. Вы наехали на сплошную полосу. Вы наехали на сплошную полосу tức là anh đè vạch, mình gọi là đè vạch liền. Đè vạch nhưng nó phải là vạch liền đấy. Đấy. Thế hoặc là nó có cái hai cái vạch liền đấy. Nó gọi là двойная полоса, vạch đôi đấy. Двойная полоса đấy. Двойная сплошная полоса đấy. Двойная сплошная полоса đấy. Сплошная. Двойная nó có thể nói là nó bản thân cái từ vạch đôi nó đã là vạch liền rồi đấy. Nhưng nó có thể nói thêm là сплошная, двойная сплошная полоса tức là vạch liền, tíu đôi đấy. Đó. Thế thì như vậy đấy là những cái khái niệm chính đấy. Đó. Đấy, cho nên là khi đi thì mình cần lưu ý đấy thôi, không đi vào những cái vạch liền, nó không đi vạch vàng chẳng hạn đấy. Không đè lên vạch vàng. Желтая полоса đấy. Желтая полоса. Đó. Đây là có thể là cái vạch cấm, vạch желтая полоса là vạch cấm. Cấm vượt đấy. Thế còn quay đầu thì thế nào? Разворот đấy. Разворот là quay xe đấy. Разворот là cái đường có thể là quay đầu đấy. Ví dụ như nó nói разворот là quay đầu nhá. Ví dụ разворот запрещен. Cấm quay đầu đấy. Разворот запрещен đấy. Разворот là quay đầu. Đó. Khi mà có cái biển разворот запрещен đấy, nó thì nó gọi là cái vạch cấm quay đầu, cái biển cấm quay đầu. Đó. Thì đây là cái biển cấm quay đầu. Đó. Đây là cái biển cấm quay đầu. Vậy là разворот запрещен. Thì cái này nó trước đây còn có cả cái biển vàng дорожный знак, nó còn có cái biển vàng, nó có nghĩa là gì? Đây là временный. Khi nó vàng, cái biển vàng này nó là tạm thời thôi. Tạm thời có thể là trong cái quá trình sửa chữa gì đó, nó có thể nó hạn chế quay đầu đấy. Thế còn đây là cái biển cấm quay đầu chính thức. Cấm quay đầu. Đây là biển cấm quay đầu. Tức là với cái biển này có thể được đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái, nhưng mà cấm không được quay đầu. Đó. Thế là theo cái hoặc là đây запрещает си знаки đấy, ví dụ như đây là gì? Cấm rẽ trái đó, cấm rẽ trái. Đấy. Đây là biển cấm rẽ trái. Поворот, đây là поворот налево запрещен đấy. Rẽ đi đâu rồi? Поворот đây là поворот. Поворот là rẽ. Налево đấy, налево. Поворот налево là rẽ sang trái này, hoặc là направо Направо, да? Направо. Rẽ trái hoặc là rẽ phải. Pavarot. Thế còn разворот thì là quay đầu này. Nhá. Разворот là quay đầu. Так. Разворот. Pavarot. Pavarot thì là rẽ. Xuất phát từ đây thì mình có thể sử dụng cái người ta cũng có thể là nói đơn giản hơn đấy, có thể nói pavarotivaches đấy, pavarotivaches là hãy quay sang bên phải, hãy rẽ sang trái, hãy rẽ sang phải chẳng hạn đấy, hoặc là разворот là quay đầu chẳng hạn, thì nó nói gì разворачиваетесь, quay đầu là разворачиваетесь đấy, разворачиваетесь là hãy quay đầu đấy, hãy quay đầu ở đó. Na этом на перекрёстке đấy. Разворачивайтесь на этом перекрёстке là trên cái ngã tư này thì hãy quay đầu đấy. Đó, ví dụ vậy. Hoặc là nó có thể nói là gì? Сделайте разворот. Сделайте разворот nghĩa là hãy quay đầu đấy. Сделайте hãy làm cái việc quay đầu. Nói nôm na là như vậy. Сделайте разворот đấy. Đó. Поверните, поворот. Поворот nghĩa là поверните. Nếu dùng động từ là повернитесь, да, поверните. Да, повернитесь направо, направо. Повернитесь направо. Повернитесь направо. Поверните машину направо. Ví dụ vậy đấy. Đó. Đấy là những cái thì ví dụ như mà mình đang đi đúng đường thì nói như nào thầy nhỉ? Так, вы правильно. Bạn đang đi đúng đường ạ. Да, вы правильно, ну, едите, да? А ой, едете, да? Вы правильно едете, да? Вы правильно едете. Вы правильно едете сейчас, да? Сейчас вы правильно едете, да? Вы сейчас правильно едете, да? Вы сейчас едете. Правильно. Да? Вы правильно сейчас едете. Вы сейчас правильно едете. Езжайте. Езжайте прямо. Езжайте прямо. Да? Угу. Еще, да? 3 километра. 3 километра. Да? 3 километра. 3 километра. Еще 3 километра. Tức là gì? Nói là bây giờ là đang đi đúng rồi đấy, đang đi đúng rồi và cứ đi thẳng 3 cây số nữa đấy. Cứ đi thẳng 3 cây số nữa đấy. Увидите là sẽ nhìn thấy cái gì đó. Увидите высокий дом đấy. Sẽ nhìn thấy một ngôi nhà cao đấy. Một ngôi nhà cao. Так. И повернитесь, да? Повернитесь налево, да? Повернитесь налево. И еще 500 метров, да? Еще 500 метров проезжайте. Да? И еще 500 метров проезжайте, да? Увидите зеленый дом, да? Зеленый дом, да? Это наш дом, да? Это наш дом. Видувай, да? Увидите зеленый дом, вот это наш дом, да? Видувай. Так. Hoặc là увидите вывеску, hãy vào lúc đó nhìn thấy cái biển gì đó đấy. Увидите вывеску, sẽ nhìn thấy một cái biển đấy, вывеску, gì gì đó đấy. Вывеску ví dụ như là sẽ nhìn thấy một cái biển, ví dụ như là склад, склад là cái kho đấy. Увидите вывеску склад ООО, склад ООО, рассвет đấy. Việt, ví dụ thế, nhìn thấy cái sklad OO Asviet, OO là gì? Là của cái công ty đấy, công ty. Đây là đây là общество с ограниченной ответственностью, tức là công ty trách nhiệm hữu hạn đấy, có chữ OO Trong kỳ trách nhiệm hữu hạn Rasvet chẳng hạn đấy. Uvidiskusklad o Rasvet hoặc là firma Rasvet, hoặc là nó có thể là gì nào? Firma đấy. Firma Rasvet đấy. Firma Rasvet. Ví dụ vậy đấy. Đó. Nó có thể viết là ô, bây giờ con viết là ô không thì không biết đấy. Nhưng mà thông thường còn là công ty trách nhiệm hữu hạn. Vẫn viết. Vâng, trong giấy tờ thì trong giấy tờ thì vẫn viết là vậy đấy. Thế còn bên ngoài nó có thể nói ngắn gọn hơn là firma. Thế còn của nó là OOO đấy, trio. OOO nó là công ty trách nhiệm hữu hạn đấy. Đó. Như kiểu của tiếng Việt mình gọi công ty trách nhiệm hữu hạn. Tak, uvidiskusklad firma Rasvet chẳng hạn, ví dụ thế đấy. Đó thì là gì? Ну вот такие вещи, да? Ну, что еще? Что еще можно? Đã đi đổ xăng chưa? Đã đi đổ xăng chưa? Đi rồi. Calon cái biết. Ok hết rồi đấy. Calon номер 5 nói như thế nó dễ hơn. Колонка номер 5, номер 3 thì dễ hơn đúng không? Thế колонка 5 này à, колонка 3 thì mình nói là mình phải nhớ cái số từ, số từ thứ tự đấy, số từ thứ tự. Thế còn nếu cứ nói là номер là số, số mấy đấy, номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đấy. Номер 7 đấy. À đó, mình cứ nói như thế. Номер 7, номер 6 thì là nó nhớ, nó biết ngay đấy. Đó. Номер 7. Bởi vì sao ở trên cái cây xăng nó viết cái số đâu, số 8, số 7, số 6 đấy, đại khái như thế. Mình cứ nói номер 7, номер 5 đơn giản nhất đúng không? Còn nếu nói là gì, nếu mà sành điệu hơn thì dĩ nhiên chúng nó sẽ nói bằng số từ thứ tự đấy. À, đấy колонка первая, колонка вторая, да, вот. Первая. Thế nói thông thường đổ là đổ thông thường đổ là đổ bao nhiêu lít đúng không, hay là đổ bao nhiêu tiền? Thông thường thì em sẽ bảo là đổ 1.500 rút đó. Thì là gì? Tôi sẽ cho peso lúc này. Tí peso đấy. Mình nói là na đấy, na tí xe chu piach sốt đấy, na tí chu piach sốt, na tí xe chu piach sốt рублей, да? На 1000, да, на 1500 рублей. На 1500 рублей, да? Да. На 1500 рублей, да? Đó, tức là gì? Là khi mình đưa tiền thì mình nói là đổ cho tôi là 1.500 rúp đấy. Nó ở bên đấy bao nhiêu tiền một lít? 50 sau 9 năm là 51 rúp ạ. 51 rúp. Chứng tỏ rất rẻ đúng không? Rẻ hơn ở Việt Nam. Vâng. Rẻ hơn Việt Nam nhiều. Thường thì 3 ngày em đổ một lần. 3 ngày em đổ một lần. Thế cũng đi cũng nhiều đấy đúng không? Đấy. Đi. Một năm mà em đi được khoảng tầm năm ngoái thì đi 12 tháng thì được 15.000 cây. Còn năm nay thì đi 9 tháng làm được 15.000 cây. Rồi. Thế là nhiều, vạn rưỡi một năm. Nên thực chất là vạn rưỡi một năm là đối với đi xe là như ở bên đó là em đi cũng không phải là nhiều lắm. Đấy. Vâng, cũng bình thường. Không phải nhiều lắm. Không nào nhiều thì đi mất hơn 100 cây hoặc là 200 cây nữa. Thế là 1.500 đấy, đi là 1.500. Vâng. Mỗi một tháng, bình thường mỗi một tháng thì nếu mà đi ở Việt Nam mà đi 1.000 đến 1.500 cây thì đối với Việt Nam là tiêu chuẩn. Vâng. Nó ra конечно, город огромный, thành phố nó lớn thì chúng ta phải đi nhiều thôi. Còn trước đây mình đi thì thực chất trước đây mình đi ít lắm, bởi vì sao, một ngày đi làm việc là một ngày đi có 8 cây đến nơi làm việc, sau đó là về nhà là 8 cây. Tức là mỗi ngày mình đi có 16 cây. Nếu mà em thì đi từ nhà ra chợ là mất 20 cây rồi, xong lại đi từ chợ vào trong kho vải ở trên Venenca lại mất thêm 30 cây nữa, xong đi từ Venenca đi xuống dưới xưởng ấy, xưởng may ấy là mất thêm 60 cây nữa. Một ngày cũng cứ đi như thế này. Thì nó cũng là mất hết 100 cây rồi. Nó phụ thuộc vào thành phố của em nó lớn quá đúng không? Đấy. Cái thành phố mình ở nó rất là nhỏ, cực kỳ là nhỏ luôn, dân của nó chỉ độ khoảng 300.000 dân thôi. Cho nên là một ngày đi có 16 cây số cả đi cả về, nên là mình đi làm việc đấy. Thế còn thì đến ngày nghỉ thì có khi là đi chơi biển hoặc đi loanh quanh đâu đó là khoảng 15-20 cây. Tổng cộng trong một tháng mình đi chưa đến một, tức là nếu mà chỉ có đi làm không xong về 30 ngày thì mình chỉ cứ khoảng 500 cây quay đầu. Thế còn nếu mà cả kể là đi nhiều, có khi là một tháng đi khoảng 1.000 cây thôi. Một tháng thì khoảng 1.000 cây là nhiều lắm rồi. Thế còn như vậy là một năm thì mình đi khoảng một vạn, có khi chưa đến vạn đó. Cho nên là nó tùy thuộc vào cái thành phố nơi mình sống. Thành phố mình sống nó càng lớn thì là mình cái việc đi lại của mình nó càng nhiều. Nhưng mà 3 ngày đổ xăng một lần là quá nhiều luôn. Đó, tại vì là thường là đi mất 9 đến 6, đi trong thành phố 9 đến 6 là 100 cây. Đúng rồi. Nhưng mà tùy theo mình bật điều hòa nữa, bật điều hòa cũng đúng. Tại vì là bắt buộc bên đây phải bật điều hòa chứ không, đúng rồi. Không đi được. Đúng rồi, bên đấy nó mùa đông nó rét như thế không bật thì đi sao được. Vâng, kể cả mùa hè kiểu là hay bị mưa đấy, nhưng mà mình bật điều hòa thì kính nó kiểu như bốc hơi đấy. Bốc hơi mù. Kính nồm đấy. Ну это конечно, да. Так, ну хорошо, ну это значит такие вещи, да. Ну конечно, вот để có thể nhớ được hoặc nói hết những cái này cũng là hơi khó đấy, đúng không? Hơi khó. Phải em chịu khó xem lại cái video nhiều lần. Đó. Vâng. Hôm nay mình học đến đây thôi, tại vì cũng nhiều, hôm nay lượng kiến thức cũng nhiều. Để thầy trò nói chuyện cho nó vui. Vâng. Tại vì cũng em thấy kiến thức cũng nhiều mà. Nhiều mà. Mà sang tuần cũng có khả năng là em bị bận mất từ thứ 3 đến thứ 6, tại vì thứ 3 thứ 6 em xuống dưới kia làm giấy tờ đấy. À rồi. Người ta cũng thực lòng mà nói là người ta cũng thích làm quen với người gọi là познаkomиться. Поближе, да, поближе. Познакомиться поближе. Поближе, cái từ поближе có nghĩa là gần gũi hơn đấy. Vậy là gần gũi hơn, làm quen gần hơn đấy. Người ta khi là quen nhau nói chuyện rồi, nhưng mà nếu mà bây giờ người ta đặt vấn đề là я хочу познакомиться поближе, tức là tôi muốn làm quen gần gũi hơn đấy. Đấy có nghĩa là gì, là để đi đến những cái quan hệ tình cảm đấy. Đấy nó gọi là поближе. Thầy vừa là nghệ sĩ như thế, thầy vừa